Sáng ngày 3 tháng 10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc. Các đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tính đến nay, tròn 30 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới tại cộng đồng. Tổng số người nhiễm COVID-19 là 1.095 người, trong đó có 35 người tử vong, 1.010 người đã bình phục. Tình hình dịch tại Việt Nam đã cơ bản được khống chế tốt. Tuy nhiên nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn luôn thường trực khi dịch trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại hội nghị, đại diện các ngành địa phương, đơn vị đã tập trung đánh giá, phân tích và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm duy trì vững chắc kết quả đạt được sau khi nghe ý kiến của một số ngành địa phương phó thủ tướng vũ đức đam quán triệt những việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế tuyệt đối không lơ là chủ quan biện pháp đầu tiên và hiệu quả nhất đó là đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng bệnh tiếp đến là phát hiện sớm truy vết cách ly kịp thời thực hiện giãn cách xã hội là giải pháp cần thiết để ngăn chặn không để dịch lây lan bùng phát diện rộng cần phát huy nguyên tắc 5 bước chống dịch, phát hiện nhanh, truy vết, cách ly triệt để, khoanh vùng dập dịch kịp thời, điều trị hiệu quả và đặc biệt là phát huy vai trò tham gia chống dịch của toàn thể nhân dân. Về lâu dài cần xác định chung sống an toàn với dịch, nhưng để làm được điều này, phó thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương phải siết chặt quản lý đối với người nước ngoài vào, lưu trú địa bàn phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, theo dõi sức khỏe hàng ngày ít nhất là 14 ngày sau thời gian cách ly. Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan thiết lập hoàn thiện bản đồ an toàn phòng chống dịch Covid-19 để mọi cấp mọi ngành, người dân biết và thực hiện.